Cái viên tiểu đường Isuna này ấy thì đầu tiên mình uống thì nó mỗi ngày 4 viên thôi. Mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít. Và tôi song song cùng với điều trị glucophage 750 nhưng giảm dần đi. Tăng tăng lượng cái viên Isuna này lên thì mình giảm dần đi cái thuốc glucophage 750. Và tôi cảm thấy cơ thể vẫn rất khỏe mạnh. Sau khi ăn ấy thì đường huyết cũng không bị tăng quá cao. Ví dụ mình uống và mình ăn cơm xong, nếu bình thường mà cái glucophage 750 tôi ăn cơm xong thì đường huyết đã lên, khi đo chỉ số đường huyết nó lên ngay. Nhưng mà với viên này thì nó lại giữ được, giảm được sau khi ăn. Và cái viên tiểu đường Isuna này thì nó được ứng dụng công nghệ đột phá Salasimo của Nhật. Nó ổn định, nó không gây tác dụng phụ và nó tăng được cái lượng insulin để khi nó đưa vào tuyến tụy nó tốt được. Salaximo là công nghệ điều trị tiểu đường duy nhất trên thế giới, sở hữu gần 200 nghiên cứu lâm sàng và bằng sáng chế trên toàn cầu. Công nghệ này cho thấy hiệu quả tích cực trong việc hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường và khắc phục triệt để những nhược điểm, tác dụng phụ của các chế phẩm thông thường khác. Theo đó, các nhà khoa học Nhật Bản đã chiết xuất và phân lập thành công hai hoạt chất sinh học chính có trong rễ cây Salaxia là Salaxinol và Cutalanol với tác dụng dược lý kép, tác động vào quá trình chuyển hóa gluco, ức chế hoạt động của enzyme alpha glucosidase, làm chậm quá trình thủy phân của carbon hydrate dẫn đến hạn chế sự gia tăng đường huyết sau ăn. Đồng thời, hai hoạt chất này còn góp phần kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin bổ sung, làm giảm đặc tính kháng insulin, giúp ổn định đường huyết về ngưỡng an toàn, phòng ngừa biến chứng bệnh tiểu đường. Ứng dụng đột phá công nghệ Salaximo của Nhật Bản trong viên tiểu đường Isuna tạo ra tác động dược lý kép giúp người sử dụng nhanh chóng ổn định đường huyết về ngưỡng an toàn, không làm tăng chỉ số đường huyết sau ăn và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường. Viên uống Isuna được sản xuất trực tiếp tại nhà máy của tập đoàn Ichimaru Nhật Bản với hơn 40 năm kinh nghiệm sản xuất thực phẩm chức năng chất lượng cao. Hiệu quả đã được nghiên cứu chứng minh lâm sàng, có đầy đủ chứng nhận chất lượng của Cơ quan Y tế Nhật Bản và Bộ Y tế Việt Nam cấp phép. Đồng thời, công nghệ mới Salaximo trong sản phẩm Isuna đã được công bố rộng rãi trên các tạp chí y khoa hàng đầu thế giới như tạp chí y khoa The New England Journal of Medicine, tạp chí Hiệp hội Đái tháo đường Nhật Bản, Thư viện Quốc gia Hoa Kỳ, đồng thời được báo cáo trong Hội nghị Thường niên Hiệp hội Nghiên cứu Đái tháo đường châu Âu EASD năm 2019. Ứng dụng công nghệ đột phá Salaximo của Nhật Bản trong viên tiểu đường Isuna tạo ra tác động dược lý kép giúp người sử dụng nhanh chóng ổn định đường huyết về ngưỡng an toàn. Không chỉ được bào chế từ rễ của cây Salaxia, viên tiểu đường Isuna còn chứa các thành phần thảo dược tự nhiên khác như lá niêm, cúc vu, giúp gia tăng hiệu quả sử dụng, ổn định đường huyết một cách an toàn, hỗ trợ ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường. Chính bởi tác dụng hiệu quả rõ rệt mà Isuna luôn là sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường bán chạy nhất tại Nhật Bản trong suốt 5 năm qua. Salaxia là một cái cây bụi nhỏ trồng ở miền Nam Ấn Độ và vùng Sri Lanka. Người dân ở qua nhiều thập kỷ người ta đã biết sử dụng để trong việc phòng và điều trị bệnh nhân đái tháo đường và cũng thu lại một cái hiệu quả rất là rõ rệt. Tuy nhiên là với cái phương pháp điều trị thông thường như thế này thì cái hiệu quả vẫn chưa đạt được những hiệu quả như mong muốn. Làm thế nào để thu được cái hiệu quả cao hơn thì người ta phải chiết xuất giới với các tinh chất của nó và mang lại cái hiệu quả tích cực hơn, nhanh hơn. Tôi rất tin tưởng vào công nghệ Salaximo. Đây là một công nghệ hiện đại có thể bào chế dưới kích thước siêu phân tử và có thể hấp thu nhanh qua hàng rào máu não với kích thước vô cùng nhỏ bé và mang lại cái hiệu quả cao hơn. Đây là một tin vui cho bệnh nhân đái tháo đường ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.